số 10. Inshallah hôm nay chúng ta sẽ học unit số 10 inshallah. Unit số 10 inshallah. الوحدة العاشرة الجو الجو là thời tiết الجو thời tiết الجو mà cái này dường như người Ả Rập Libya nói như vậy Shinu Jow thời tiết hôm nay như thế nào khi mà hỏi bạn bạn khỏe không thay vì mình hỏi là كيف حالك كيف حالك thì cái đó là standard tiếng Ả Rập standard. Còn một số phương ngữ của tiếng Ả Rập thì họ sẽ hỏi khác nhau. Ví dụ bên Ả Rập Xê Út thì bên Hijaz, đa số bên Makkah và Madina và những vành đai của Makkah Madina họ hay nói là Shikhbarak, Shikhbarak, bạn khỏe không? Còn một số phương ngữ miền Bắc của Ả Rập Xê Út hay là Kuwait, họ nói Ishlorak, Ishlora. Còn ví dụ bên Ai Cập, Izzayat, phải không? Thì một số phương ngữ khác nhau, nhưng mà của Libya, dường như Libya nói là Shinu Jow là Shin là cái gì? Jow là thời tiết, tự nhiên là thời tiết hôm nay như thế nào? Nhưng mà mình nghe thì Xin chào. Đấy, người Libya nói Shinu Jow. Không phải là xin chào mà Shinu Jow, bạn khỏe không? Người Libya nói, Ả Rập Libya nói. Al Jow tất nhiên là thời tiết hôm nay như thế nào? Tất nhiên bạn có khỏe hay không? Inshallah mình đi tới phần Al Hiwar Al Awwal. First conversation. انظر واستمع واعد. Okay. Cái đàm thoại giữa một người chồng và một người vợ. الزوجة. Hôm nay cái từ زوج chắc mình học rồi, không cần lặp lại nhé. Okay. الزوجة tức là vợ. الزوج là chồng. Okay. Bây giờ vợ nói كيف الجو في الخارج؟ كيف الجو في الخارج؟ Thời tiết bên ngoài như thế nào؟ كيف الجو في الخارج؟ Tiếng Ả Rập hay nói bên ngoài là خارج, còn bên trong داخل. داخل bên trong. خارج là bên ngoài. Đó. Nghe nhé. خارج là bên ngoài, داخل là bên trong. Ví dụ ana atrus fi kharij al bilad, tôi đang học trong nước thôi. Đấy. Ana atrus al arabia fi dakhil bilad, tôi học ngôn ngữ ở trong nước thôi. Đấy. Ana atrus fi kharij al bilad, tôi học ở ngoài nước, tức là nước ngoài, ở ngoài nước ngoài khác, nhưng mà câu ở đó mình dịch là nước ngoài thôi. Tôi học ở ngoài nước, tức là không phải là, tức là tôi đang học ở nước ngoài đấy. Khi kharij al bilad, còn nước ngoài khác nha. Mình để ý. Nước ngoài tức là nước gì? Foreign country. Thì mình nói là al-dawla, al-kharijiya, từ khác mình sẽ dùng. Ok. As-sama'u tumtiru al-an. As-sama'u tumtiru al-an. Trời đang mưa bây giờ. As-sama'u tumtiru al-an. Trời đang mưa bây giờ. As-sama'u tumtiru al-an. Trời đang mưa, nhớ nha, mình nói đang mưa có nghĩa là bây giờ là mưa, là danh từ. Đang mưa đó nghĩa là động từ rồi, tại vì từ mưa có thể là động từ và danh từ trong tiếng Việt của mình. Đấy. Mình có thể nói as-sama'u tumtiru, trời đang đổ mưa, thấy không? Hay là trời đang mưa. Bây giờ động từ và tiếng Ả Rập cũng vậy, động từ khác danh từ khác. Nếu mà danh từ thì nói matarun. Cái đó mình học rồi, thấy không? Amtara là đổ mưa hay là trút mưa. Vậy tum tiếp là trời đang mưa bây giờ. Hadha faslul kharifi. Trong tiếng Ả Rập có bốn mùa, mình cũng vậy thôi. Mình có shita, Ả Rập có shita,
chị ta Robi Kharif Saifun. Và thời gian chị ta là gì? Robi chắc là mùa xuân. Chị ta có thể mùa lạnh. Kharif mùa thu. Saifun mùa hè. Ok. Kharif mùa thu. Ok. الخريف مطول هذا فصل الخريف اي هذا فصل الخريف اوكي ومو شتاء مولان ربيع لمو موسم خريف مطول صيف لمو هي اوكي هذا فصل الخريف اي لمو هو فصل الفصل من كا كان يو có nghĩa là thứ nhất là mùa, thứ hai là lớp học, thứ ba là trang, thứ ba là cái chương, chương không phải là trang, chương. Ví dụ mình sách này có bốn chương, fossil wahid, fossil thani, chương một, chương hai đấy. Còn mình nói là fossilun lớp học, hadha fossiluna, đây là lớp học của chúng tôi đấy. Và fossilun có thể nghĩa thứ tư, tất nhiên là judgment. Tuy nhiên là mình phán xét quyết định ở việc ấy possible. Tại vì gốc từ của nó là fasala, tách ra, chẻ ra. Khi mình nói tách ra, chẻ ra, khi mình phán quyết có nghĩa là mình muốn tách mổ xẻ từng vấn đề để cho nó rõ ràng, gọi là possible đấy. Ok. هذا فصل الخريف, đây là mùa thu. الزوجة thawbuka mubtallul, áo của anh mubtallul, ướt, áo của anh bị ướt. Ha thawbuka mubtallul, áo của anh bị ướt. Aynal mi'taf, áo vest anh ở đâu? Al mi'taf là áo vest, áo coat đấy. Aynal mi'taf, áo vest anh ở đâu? Áo vest tông của anh ở đâu? Aynal mi'taf đấy. الزوج تركته في الشركة. Tôi, anh đã bỏ nó في الشركة, ở công ty, phải không? تركته في الشركة. تركته في الشركة. Anh đã bỏ nó ở công ty. الزوجة وأين المظلة, và còn cái dù ở đâu? وأين المظلة, mizalla, còn cái dù ở đâu? Mizalla từ gốc của nó là tiếng Ả Rập, tiếng Ả Rập, cái này mình đã nói rồi, nói lại nha. Tiếng Ả Rập zillun là bóng, zillun bóng mát. Và mình có từ Azolla, che bóng. Azolla là che bóng, tất nhiên là tạo ra bóng để cho người khác che đó. Zillun là bóng. Azolla tạo ra bóng, tất nhiên là tạo ra có bóng để người khác che. Mizolla, thứ tạo bóng. Mizolla thứ hay là vật. Mizolla thứ hay là vật tạo ra bóng hay là tạo ra bóng để người khác che vậy. Mizalla taraktu azawju taraktuha fi sayyara, phải không? Khi mà sharika, khi mà cái câu đầu tiên thì aynal mi'taf, mi'taf là awet được coi như là giống gì, giống đực, tại vì không có ta. Và ở dưới và cái ô ở đâu, cái dù ở đâu, nhưng mà dù ở đây là một anh nát, tại vì có ta. Thì khi trả lời thì mình để ý, tại vì tiếng Ả Rập mình phải giống như toán thôi, thì mình phải suy nghĩ chỗ nào là một anh nát, chỗ nào là một giác kết. Nó không phải là một khuôn dùng cho một giác kết và một anh nát. Bất cứ nói mình phải suy nghĩ chỗ một giác kết và một anh nát. Thế nên khi mà câu nói và cái dù ở đây thì dâu cho người chồng mới nói là ta rất phù hợp,
Và cái câu thứ gì? Taraktuhu. Taraktuha fissayyara. Trong xe. Đấy, ở trước thì mình nói tại công ty. Và câu dưới thì mình nói trong xe. Thì phi có thể mình sử dụng dịch là tại cũng được, trong cũng được. Và có một số câu mình dịch là vì cũng được, bởi vì cũng được. Yeah. Bởi vì cũng được. Thì tùy thôi, tùy ngữ cảnh. Azzawju ishrab haza shay'a. Anh hãy cũng được. Tại vì mình định thôi. Mời anh uống trà này. Ishrab haza shay'a. Ishrab haza shay'a. Huwa dafi' nó ấm. Mời anh uống trà này. Huwa dafi' nó đang ấm. Ok. Haza dafi' nó đang ấm. Nó ấm. Ok. Dafi' là ấm. Dafi' là ấm. Azzawju barakallahu fiki. Barakallahu fiki. Mình đã nói rồi, khi mà đang nói hiện tại và đang nói quá khứ mà mình sử dụng động từ quá khứ trong tiếng Ả Rập có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cầu xin. Nhất mà những câu mà có động từ quá khứ cùng với từ Allah. Mình nói radiyallahu anhu, cầu xin Allah hài lòng với người đó. Còn trong đó mình nói shafa Allah, cầu xin Allah cho bạn hết bệnh. Rồi câu này barakallahu fika. Baraka có nghĩa là giáng phúc. Giáng phúc trong tiếng Việt của mình là giáng phúc, tiếng này ban phúc lành. Vậy barakallahu fika, cầu xin Allah giáng phúc cho bạn, hay là cầu xin Allah ban phúc lành cho bạn. Ok. Cái từ này, cái này gợi ý cho một số anh em thôi đang sử dụng barakallahu fika. Một số thì nói barakallahu không được nghe, hay lên tabarakallah không được. Tabarakallah nghĩa là Allah đấng đầy phúc đức đó, như vậy thôi, không phải là mình xin phúc lành cho người khác nghe. Để một số mình có thấy thì một số mấy bạn sử dụng không đúng, đừng có nói tabarakallah. Tabarakallah tự nhiên là vinh quang Allah đấng đầy phúc đức, thấy không? Nếu mình nói cầu xin Allah ban phúc cho bạn thì mình nói barakallah, đừng có nói tabarakallah. Tabarakallah tự nhiên là mình tán dương Allah khác, rồi mình cầu xin người khác khác. Khi mình nói tabarakallah, ok, không vấn đề, tại nghĩa nó khác. Còn barakallah thì cả khác nghe. Tabarakallah tự nhiên là vinh quang Allah đấng đầy phúc đức. Ok. Barakallahu fi, cầu xin Allah ban phúc đức cho bạn. Cầu xin Allah ban phúc lành cho bạn. Ok nhé. Ở đây là tabarak. Ở đây barak không có ta. Tabarakallazi biyadihi al-mulk. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Trong Quran Allah ban tabarakallazi biyadihi al-mulk. Đấng vinh quang thay đấng trong bàn tay của Ngài sở hữu tất cả mọi sự việc. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Và Ngài là đấng toàn năng đối với tất cả sự việc. Thấy không? Vậy tabaraka với baraka, các bạn để ý nha. Ok. Barakallahu fik. Khi mình nói barakallahu phải có fik nhé. Đừng nói barakallahu không. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Và đừng có nói tabaraka. Mình thấy một số bạn sử dụng như vậy. Một số bạn thì sử dụng như vậy mà không có fik. Vậy ý nghĩa như thế nào? Barakallahu fik. Allah giáng phúc cho ai? Barakallahu fik. Cầu xin Allah giáng phúc cho bạn. Ok. Fik thấy ở đây mình dịch cho. Trong tiếng Việt của mình có thể cho phép mình dịch cho. Tại vì mình nói fi. Hồi nãy có thể mình dịch tại. Mình có thể là dịch trong. Mình có thể dịch là cho, đây, ở đây cho. Còn một số mình có thể dịch là vì bạn. Ok. Barakallahu fi. Ok. Azzawju. Hal nazhabu ila al-souq al-an? Basru. Naam.
Bà Thương có thể lấy ví dụ á, cái phi đó, đó trường hợp mà tại rồi vì vì đó, một câu cũng có vì, tại vì nó nghĩa nó vì á. Ok. الزوجة هل نذهب إلى السوق الآن؟ هل نذهب إلى السوق الآن؟ هل نذهب إلى السوق الآن؟ Chúng ta có thể đi chợ bây giờ không? هل نذهب إلى السوق الآن؟ Các bạn coi coi mình đọc nha. Để ý tiếng Ả Rập. هل نذهب إلى السوق الآن؟ هل نذهب إلى السوق الآن؟ Hay là mình có thể đọc cách thứ hai. هل نذهب إلى السوق الآن؟ Khi mình có thể tức là văn nói. Còn nếu mà văn hạ đó là văn nói. Còn văn khi mình đọc một cách official, đọc đúng trong cái văn phạm hay là cái ngôn ngữ của Ả Rập mình sẽ đọc. هل نذهب إلى السوق الآن؟ Okay. Chúng ta có thể đi chợ bây giờ được không? Okay. الزوج nói الماء كثير جدا في الخارج. Nước nhiều lắm bên ngoài. Nước nhiều lắm bên ngoài. Tuy nhiên hồi nãy trời mưa và bây giờ nước còn nhiều lắm trên đường xá. الماء كثير جدا في الخارج. Nước nhiều lắm bên ngoài. Bây giờ phi mình dịch bên. Vậy phi có lúc mình dịch tại vì ở bên. Bây giờ mình nếu mình dịch ở ngoài cũng không hay, mình nói bên ngoài. Vậy phi bây giờ mình đang dịch bên. الماء كثير جدا في الخارج. Bên bên thì trong tiếng Việt của mình là bên cạnh thôi. Bên tôi tiếng là bên cạnh tôi. Tức như là nước còn nhiều bên ngoài. الزوج ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ Mình chúng ta sẽ làm cái gì؟ ماذا نفعل؟ Chúng ta làm cái gì؟ نبقى الليلة في البيت. نبقى الليلة في البيت. نبقى الليلة في البيت. Chúng ta ở tối nay trong nhà thôi. Thấy không? نبقى الليلة. Chúng ta ở الليلة tối nay hay là một đêm nay, một đêm này, tối này, tối nay. في البيت ở trong nhà. Ok. الزوج ونذهب غدا إلى السوق. Và chúng ta sẽ đi ngày mai. إلى السوق tới chợ. Tất nhiên mình đi chợ ngày mai thôi. Thấy không? Tiếng Việt của mình khi đi thì mình đi tới một địa điểm, mình ít khi để thu lắm. Mình không có thu. Tôi đi đến Bến Thành hay là tôi đi Bến Thành, tôi đi Kuala Lumpur, tôi đi đến Kuala Lumpur, nó khác nhau. Nó khác nhau trong tiếng Việt của mình. Nhưng tiếng Ả Rập khi mà đi phải có ila. Tới một địa điểm. Và nashabu gadan, và chúng ta đi ngày mai. Ila suki, đến chợ. Inshallah. Inshallah. Azzawju hadhi fikratun tayyiba. Đây là ý kiến tốt. Hadhi, đây là fikratun tayyibatun. Đây là ý kiến, đây là sự suy nghĩ tốt. Mình có từ hôm trước mình đã học rồi, giữa ý kiến và sự suy nghĩ, các bạn thấy không? Mình có thứ nhất là ra'yun là ý kiến. Hôm trước mình phân biệt cái này fikrun là sự suy nghĩ. Cái này mình nói thinking, cái này mình gọi là idea. هذا رأي جميل. Đây là ý kiến tốt. هذه فكرة طيبة. Đây là sự suy nghĩ đúng đắn. Ok. الآن نذهب إلى الحوار الثاني. Bây giờ chúng ta đi tới phần thứ hai. حسان بدر.
Và cái phần này đang cái Herod nói chuyện giữa Hassan và Badr. Hassan và Badr. Bây giờ Hassan nói chuyện với Assalamu alaikum ya Badr. Hay không? Mình học thì mình có thể phân tích hay là mình phê bình được cái cách viết của Ả Rập Hassan Badr ya Badr. Không biết cái version mới như thế nào. Ya phải tách ra bởi vì ya ở đây thường thường tiếng chính tả Ả Rập làm như là một từ độc lập. Một số từ không độc lập khi viết nhưng mà ya là từ độc lập khi mình viết, có nghĩa là mình phải có space, tức là khoảng cách giữa ya và Badr ở đây. Nhưng mà trong sách cái version cũ thì chưa. Assalamu alaikum ya Badr. Ana Hassan atakallam min London. London. Tôi là Hassan. Tôi đang nói chuyện từ London. London là London. London. Ana atakallam min London. Okay. Badr nói wa alaykum assalam ahlan wa sahlan ya Hassan. Ahlan wa sahlan ya Hassan. Welcome Hassan. Badr nói kayfa al-jaw fi London. Từ trước thì họ không có để dấu, ở dưới thì họ để dấu. Đó, là họ không để, hay là cái nhóm tác giả không để dấu trên tất cả những từ hay là những tục, câu cái câu ở đây. Badr nói cái phần dâu phi London, thời tiết ở London như thế nào? Cái phần dâu phi London. Hassan nói al dâu baridun phi London, thời tiết lạnh ở London. Barid, barid lạnh là lạnh. Hada faslu shita, đây là mùa shita, đây là mùa mùa lạnh đấy, shita mùa lạnh. Mình có là shita, robi, shita, robi mùa xuống, mùa thu, mùa lạnh đấy, mùa nắng. Anh nói tiếng Ả Rập xoay phun là mùa nắng. Badr kam darajatul hararati fi London. Thấy tại sao mình đọc mình kéo dài, tại sao có alif? Kam darajatul harara fi London. Kam darajatul harara fi London. Nhiệt độ ở London. Kam darajatul harara. Kam darajatul hararati fi London. Có một số bạn mở mic, nếu mà để nó rõ thêm các bạn tắt mic cho trước. Rồi. Các bạn nghe một số các bạn nghe mà mình tắt mic ấy, để nó rõ thêm cho trước. Kam darajatul hararati fi London. Bao nhiêu darajah là cái mình gọi là mức độ mọi người. Cái nghĩa đen nha, bây giờ mình học coi nghĩa đen tức kam darajatul harara, mức độ nóng ở London bao nhiêu, phải không? Kam là bao nhiêu, darajah là mức độ, al harara là nóng. Chính như vậy mình nói nhiệt độ, phải không? Nhiệt độ. Nghĩa gốc của nó daraja là mức độ. Thế mình trong tiếng trong có một hadith Nabi nói salatul jama'ati afdal min salatil fasi. Hả? 20 daraja. Hả? Hay. 20 bậc, 20 cấp bậc, ok? Level. Kam darajatul harara? Bao nhiêu nhiệt độ phi London ở London? Hassan nói tahta sifri dưới không độ, dưới không độ tahta sifri. Sifrun là số không nha, gọi là dưới không độ. Tahta là dưới, tahta sifri dưới không độ. Hassan tahta sifri
các bạn tắt tắt mic dùng nha, tắt mic thôi. Hassan nói كيف الجو في الرياض, كيف الجو في الرياض, nhiệt độ ở Riyadh như thế nào? Riyadh thì thủ đô Ả Rập Xê Út. كيف الرياض, كيف الجو في الرياض, thời tiết ở Riyadh như thế nào? كان الجو حارا وهو الآن معتدل, وهو الآن معتدل. كان الجو, كان الجو, thời tiết trước đây, حارا, حارا là nóng, thời tiết trước đây nóng. Cái câu này كان, كان là mình muốn nói tới một cái gì, sự kiện hay là một hành động xảy ra quá khứ, trong quá khứ. Trong quá khứ ở đây không nhất thiết là quá khứ 100 năm, 10 năm hay là 10 tháng. Có thể bạn nói là trước đây khoảng một tuần hay là trước đây vài ngày thì mình có thể sử dụng كان không vấn đề. كان chỉ muốn nói ở đây là trước đây thôi. Trước đây, trước giờ tôi đang nói chuyện với bạn, có thể ngày trước, ngày hôm qua, ngày hôm kia, hay là tuần trước, hay là tháng trước. Thấy không? Không nhất thiết là trong tiếng Việt của mình trước đây thì nó hơi nghe là có thể là thời gian hơi dài chút xíu. Nhưng mà thực tế Kana mình chỉ nói bất cứ một hành động nào xảy ra trước giờ mình đang nói chuyện, có thể một phút cũng được. Ví dụ mình nói Aina Muhammad, Muhammad ở đâu? Ví dụ có thể là thầy trong lớp thầy đang hỏi là hồi nãy Muhammad ở đâu? Khi hỏi như vậy thì các học viên sẽ trả lời hồi nãy bạn đó ở đây, nhưng mà bạn bước ra ngoài rồi, đi canteen, đi mua đồ, đi thư viện. Mình nói Kana Huna, thấy không? Kana Huna, Kana Huna. Mình đang nhấn mạnh lại hồi nãy nó ở đây thôi. Kana tuy nhiên nó đã ở đây, nó từng ở đây. Thấy không? Thành ra cái câu này không phải là một thời gian rất lâu hay là khá lâu trong quá khứ, nhưng mà chỉ nói là hành động chỉ xảy ra thôi trước giờ mà tôi đang nói chuyện, và có thể kéo dài tới hàng hàng trăm năm cũng được, không vấn đề. Thấy không? Thành ra tiếng các bạn sử dụng, và từ này Ả Rập sử dụng phổ biến lắm. Ví dụ nói Muhammad là người giàu, từng là người giàu. Kana Muhammad gọi gì? Có thể là bây giờ hết giàu rồi, bây giờ tại vì làm ăn vấn đề, bây giờ đã trắng tay. Mình nói Kana gọi gì? Có thể là trắng tay mới tuần qua thôi, hay là trắng tay mới tháng vừa rồi thôi. Kana al-jaw haran, thời tiết trước đây. Vậy mình dịch trước đây nó hay hơn, mặc dù không có từ trước đây. Trước đây có thể trước đây vài ngày, hay là كان الجو حارا, thời tiết từng trước đây xảy ra, حارا nóng, وهو và thời tiết bây giờ, tuy nhiên và nó, tuy nhiên thời tiết الآن bây giờ, معتدل là ôn hòa, thời tiết ôn hòa. Tại vì gốc từ của nó adlun là gì? Từ gốc của nó adlun là công bằng. Công bằng hay là gì? Công bằng hay là điều đẳng, hai từ. Tại vì công bằng là điều đẳng, đương nhiên. Công bằng là điều đẳng, adlun. Đây mình nói là phải adil, idilu, các người hãy xử lý công bằng. Wa huwa aqrabu lit taqwa, và sự công bằng đó có thể dẫn đến hay là đưa con người đến gần sự đức hạnh. Ok, bất luận là công bằng hay là bằng nhau, và mình có từ itadala, tất nhiên là mình thể hiện công bằng. Itadala thể hiện công bằng, tiếng là người ôn hòa. Ôn hòa là gì? Công bằng. Đấy, thời tiết mình nói thời tiết bằng bằng thôi à, đấy thời tiết công bằng thôi, thời tiết ôn hòa thôi đó, không có gây hấn cho mọi người. Đấy. Vậy mỗi ta đừng, gốc từ của nó là công bằng, ta đây là itidal. Thấy trong trong salat mình có rukun là gọi là itidal. Itidal là gì? Itidal là gì? Khi mình đứng lên từ ruku, mình đứng lên itidal, thấy không? Phải ở thẳng, phải ở thẳng như vậy, hay là đứng thẳng như vậy đó. Vậy là ắt luân thẳng thắn, công bằng, đều đặn. Mụ ta đi luôn ở đây, mình dịch là trong tiếng Việt mình là thời tiết ôn hòa. Ok,
Và người ôn hòa, tiếng Ả Rập cũng nói, người Ả Rập nói là người ôn hòa, tiếng nghĩa không có, không phải là người bảo thủ và không phải là cấp tiến, ví dụ như vậy, ôn hòa. Huwa al-ana muqtadil. Wa huwa al-ana muqtadil, và nó bây giờ, và nó bây giờ là thời tiết. Muqtadil, muqtadil là ôn hòa. Hassan. Cây phần chu phiến. Các bạn tắt đăng mấy dược nhanh. Kam darajatul hararati fi riyad. Bao mươi độ, bao nhiệt độ, bao nhiêu? Fi riyad, ở riyad. Phải không? Badat ra đời darajatul hararati ishrun. 20. Nhiệt độ ở riyad ishrun. 20. Hassan nói hal sataqdi, hal sataqdi al-udlata fi London, hal sataqdi, bạn sẽ nghỉ, bạn sẽ nghỉ nghỉ hè ở London không? Tất nhiên là do you spend al-udla vacation. Có tiếng Ả Rập nói là mình tiêu dùng tiêu xài cái cuộc nghỉ này ở đâu. Thực ra trong tiếng Anh nói tiêu dùng tiêu xài cuộc nghỉ mình đó đâu phải là cái vật chất đâu mà mình nói tiêu dùng tiêu xài, nhưng mà tiếng Anh thì nói như vậy. Do you spend your vacation, your holiday, thấy không? Tiêu dùng tiêu xài. Nhưng mà tiếng Ả Rập thì không có từ tiêu dùng tiêu xài. Tiếng Ả Rập nói là hủy hoại, có gì tiếng như là làm cho nó hết. Tất nhiên là thực hiện. Vậy thì mình có thể nói bạn sẽ làm cho nó hết kỳ nghỉ này ở đâu, hay không? Tất nhiên là bạn tiêu xài kỳ nghỉ này ở đâu, hay là bạn sẽ thực hiện kỳ nghỉ này ở đâu. Thấy cover trong tiếng là có nghĩa như vậy. Okay. Vậy ở đây là cụm từ hay là nó trở thành thành ngữ khi tiếng Ả Rập nói là cover là đó, anh út là tự nhiên là spend cái vacation của mình, phải không? Đó, và cái này có đó là danh từ, còn động từ có đó, phải không? Bạn sẽ tiêu dùng, bạn sẽ thực hiện, bạn sẽ hủy hoại, có đó có thể hủy hoại cũng được, tự nhiên làm cho nó hết, phải không? Là hủy hoại hay là phán xét cũng được. Thế mình nói có đó. Allah đã ấn định rồi, thấy không? Tiền định, có đó có thật giống nhau. Tất nhiên làm cho nó hết, làm tất nhiên tất cả Allah đã thực hiện, Allah đã sắp đặt, Allah đã an bài, thấy không? Và ở đây bạn sẽ an bài cho kỳ nghỉ bạn ở đâu, thấy không? Tất nhiên là bạn sắp xếp, bạn làm cho nó hết, bạn thực hiện, nghĩa như vậy. Cấm sập hết sao tóc vil ớt là phi lăn đánh. Bạn sẽ spend vacation của bạn ở London không? Thấy không? Budget ở đây là sẽ đi ha. Tôi sẽ spend nó, tôi sẽ thực hiện nó. Fi Tunis, ở Tunisia, Tunisia. Insha Allah, nếu Allah muốn. Insha Allah. Insha Allah mình đi cái keyword thứ ba rồi mình có thể thảo luận lại. Al-Hiwar al-Thalith, Khalid wa Hazim. Cái đàm thoại này giữa Khalid wa Hazim. Khalid nói, thấy mình phát âm Khalid nha, mình tập phát âm khi mà Khalid. Al-Jawu mu'tadilun hadil ayyami. Al-Jawu mu'tadilun hadil ayyami. Thời tiết ôn hòa, thời tiết đẹp. Ôn hòa đẹp, mình có thể nói thời tiết đẹp. Hazil ayyam, mấy ngày nay. Al-jawu mu'tadilun hazil ayyam, thời tiết ôn hòa mấy ngày nay. Hazim nói hadha faslur rabi', đây là mùa rabi', mùa xuân. Rabi' mùa xuân. Khalid nói alhamdulillah,
ذهب الصيف وذهب الحر ذهب الصيف mùa hè đã trôi qua và ذهب الحر và nóng nực đã hết đi. Thành ra tiếng ذهب mình có thể mất đi, hết đi, đi cũng được, không vấn đề. Mình dịch làm sao cho nó phù hợp với sen của người nói tiếng Việt thôi. Và trong tiếng Ả Rập, ذهب thứ nhất là đi, thứ hai là mất. Tức là biến mất. Thấy không? ذهب الصيف, tất nhiên là mùa xuân đã đi qua. Hạ mùa hè đã đi qua. Và ذهب الحر, và sự nóng nực cũng hết đi, mất đi, tiêu đi. Ok. Hazim nói và ذهب الشتاء, và mùa lạnh cũng hết rồi. Và ذهب البر, và lạnh cũng hết đi. À đấy. Bor du lạnh. Khalid nói aina sanak di utlat al usbu', chúng ta sẽ spend kỳ nghỉ tuần này ở đâu? Utlat al usbu', tức là nghỉ tuần, nghỉ cuối tuần, nghỉ trong tuần. Ok. Hazim nói nazhabu ila shatih, chúng ta sẽ đi bãi biển. Shatih là bãi biển. Beach. We are going to Ashade Beach. Okay. Khalid, Ashade Ubaid. Bãi biển xa lắm. Không có từ lắm, nhưng mình nếu mà nói bãi biển xa, không có sen trong tiếng Việt của mình. Mình có thể bãi biển đó xa, hay là bãi biển bạn mới nói xa lắm. Ashade Ubaid. Cái này mình nói bãi biển xa lắm, không có từ lắm, nhưng mình dịch để cho nó câu nó gì, nó nazhabu ila al bar, nazhabu ila al bar, chúng ta sẽ đi đất liền phải không? Tuy nhiên nếu mà không có biển thì đất liền có thể trong thành phố, dạo dạo trong thành phố thôi, không có đi đi đất liền, bar là đất liền. Mình sao phải nó thêm từ chật tình như ta, nhiều lắm á, đúng không? Mà bệnh xa lắm, nó thành dịch tình. Được, mình có thể thêm được. Ý mình nói mà nó dư đi, nó không thích đâu. Nhưng mà mình dịch trong tiếng Việt của mình có dịch tình. Thêm được đâu có gì. Okay. Ashati bãi dịch tình. Không sao. Nhưng mà nếu mình nói, dịch tiếng Việt mà không có dịch tình, mình dịch ở đây. Bãi biển xa. Bãi biển thì xa. Đấy. Ngay cả thì mình cũng để đây. Bãi biển thì xa. Đấy. Bãi biển xa lắm. Bãi biển đó xa. Tùy thôi, không sao. Nhưng mà các bạn nhớ là từ trong cái câu gốc không có dịch đần như vậy thôi. Hazi fikratun tayyibah, đây là sự suy nghĩ tốt, đây là idea, đây là cái thinking, good thinking đấy. Nazhabu ila al-bar, chúng ta sẽ đi đất liền. Đất liền ở đây cái nghĩa bar ở đây là ngoài cái biển thì bar thôi. Đấy. Mình bây giờ là có trong Quran nói ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس, sự thối nát diễn ra trên في البر والبحر, trên đất liền và biển cả, بما كسبت أيدي الناس, vì lý do những gì mà bàn tay con người làm ra. Ấy في البر والبحر, hai cái thôi, không có biển thì đất liền. Khalid nói sa'uhdiru al-khaymata was-sajjada, sa'uhdiru, tôi sẽ mang, thì mình nói hudur là có mặt, ahdara là mang đến, hadara là đến, ahdara là mang thứ gì đến, thấy không? Ví dụ hadara Muhammad đã đến, và ahdara Muhammad mang đến, thì cần phải có gì, có object, Muhammad mang gì đến. Ahdara Muhammadun al-khaymata, Muhammad mang đến kem, khaymah là kem trải á, cái vật liệu này để làm trải, mình đi có thể dù hay là những thiết bị, trang thiết bị hay là những dụng cụ đi làm liều, hay liều, cái này liều á, đúng là liều. Sa'uhdiru al-khaymata, tôi sẽ mang liều,
và sajjada là tấm thảm sajjada để salat. Okay. Hazim nói sa uhdiru ta'ama wa sharaba. Còn tôi thì sẽ mang ta'ama thức ăn và sharaba đồ uống, đồ ăn thức uống. Ok. Khalil nói usrati gia đình của tôi sa tahduru ma'i, gia đình của tôi sẽ đến cùng với tôi, sẽ đi với tôi, sẽ đến cùng với tôi. Hazim nói usrati sa tahduru ma'i aidan, gia đình của tôi sẽ đến với tôi thu à, gia đình của tôi cũng đến với tôi, cũng đi với tôi, cũng tham gia với tôi. Shalahada. Có câu hỏi, bây giờ mình học 3 unit rồi, okay, bây giờ có câu hỏi không? Bình thường cứ đặt câu hỏi theo. Yes, but cái phần trong Hồ Chí Minh. Một lần nữa. كيف الجون في هو تشي مين؟ لا الجو في مدينة هو تشي مين جميل اليوم. آه ما شاء الله. في هنا زل ما امتد قليلا. نعم. فرنك. أيوة نعم. الزل. الزل. نعم. بامتد قليلا. أرجع إليك بعد قليل. أرجع إليك بعد قليل. إن شاء الله. إن شاء الله. أوكي نعم نعم أي خلاص نعم ليسي كيف الحال؟ الحمد لله الحمد لله. كيف الجو في فانران؟ الجو في فانران يعني امتد قليلا وزل الآن. امتد قليل. ما فهمت جيدا. الجو في فانران زل وامطر قليل. مطر نعم. ايوه نعم ايوه. الجو في فانران يعني جيد معتدل. والجو في هذه الفتره في هذه الايام يعني في مطر chúc mừng khi mà mطر نعم نعم مطر ايوه جيد الحمد لله الحمد لله. هل هناك اسئله؟ هل هناك يعني سؤال؟ تفضل ما في سؤال استاذ. الحمد لله عندي سؤال أستاذ. تفضل. Ở đây tại sao họ tôi mang đến tại sao không phải là tiru nhưng mà ở đây lại là tiru ạ? Mình có hai động từ. Mình có động từ là ha đò đó là đến, ha đò đó là đến. Động từ hiện tại của nó là yahduru. Mình có từ ahdara là mang đến, làm cho nó đến. Ahdara. Yuhdiru. Khác nhau nhé. Phân biệt chỗ nào mà có yuhdiru là mang đến, chỗ nào yahduru là đến. Và cái khoảng so sánh lại trong cái phần conversation của mình cái nào. Ok. Ok, phải không Hà Sơn?
anh thấy rồi anh thấy thấy khác biệt chưa? Trong cái chỗ gì chỗ cái phần conversation hồi nãy mình có viết phân biệt hadara ahdara. Hadara là đến, ahdara là mang đến, tức là làm cho nó đến. Thì ahduru cũng vậy, đây là hình thức của hình thức cái hiện tại của hadara và đây là hình thức hiện tại hay tương lai của ahdara. So sánh thử và đối chiếu thử trong cái bài của mình có như vậy hay không? Thấy chưa Thanh? Là cái bài của mình trường hợp thứ hai à? Không, cái mình của bài mình có hai trường hợp luôn á. Có hai trường hợp luôn á. Bài mình hai trường hợp luôn. Chỗ collect là sao? Uhdiru là tôi sẽ mang đến. Uhdiru Yuhdiru là nó mang đến. Còn tôi mang đến. Uhdiru tôi mang đến. Tại sao không phải là Ahtaro? Ahtaro là gì? Đâu có Ahtaro ở đây. Ở dưới bên phải. Ahtaro là động từ quá khứ. À dạ hiểu rồi. Dạ hiểu rồi. Thì quá khứ. Quá khứ tiếng Nhật. Ahtaro là nó đến. Ahtaro nó mang đến. Còn tôi mang đến. Tôi mang đến. Nếu mà hiện tại thì mình dùng cái hình thức này. Cái này hình thức quá khứ. Tôi đã mang đến khác. Cái này là nó mang đến. Yuhdiru nó sẽ mang đến. Thấy không? Nam, thấy. Thả hiểm tùng. À, còn ở dưới Khalid nói Usrati sa tahdur. Cái này thôi. Gia đình của tôi sẽ đến, thấy không? Không phải là gia đình của tôi sẽ mang đến. Mang cái gì đến? Hai trường hợp luôn. Trong cái bài của mình có hai trường hợp luôn. Thứ nhất là sa ahdiru. Sa là tôi. À, sẽ ahdiru. Sa ahdiru. Cái này là hình thức này. Đấy. Sa ahdiru tiếng Nhật. Tôi sẽ. À, không. Tôi sẽ mang đến hình thức này. Đó. Sa ahdiru. Sa ahdiru là hình thức này. Đó. Tôi sẽ mang đến. Còn thứ hai là gia đình của tôi sẽ đến cái này. Khác nhau. Khi mang đến thì bạn sẽ mang cái gì đến? Nó có gì? Có object. Khay mata. Vậy tôi mang đến mình có nói là Ahmalu được không? Ahmalu. Ý là tôi mang thôi. Cái này nó có là tôi sẽ mang đến. Nó từ đến chút xíu. Amin là mang thôi. Tôi mang, tôi đem. Thấy không? Tuy nhiên là tôi sẽ mang đến có từ đó. Tại vì việc mang đến. Còn mình là mang thôi, không có đến đâu. Tại vì hadoro từ gốc của nó là đến. Cái này mình không muốn nói là hành động mang mà hành động đến. Nhớ nha. Hamala là mang thôi. Còn cái này là hành động đến. Tôi mang đến. Tôi làm cho nó đến. Nghĩa nó như vậy. Ok. Còn nếu mà mình bạn muốn nói là tôi sẽ mang, bạn mang cái này, tôi mang cái kia, ok, không sao. Nhưng mà cái này mình không có nói hành động mang, mà mình nói là hành động đến. À. Câu hỏi khác. Sharif hỏi hồi nãy Phi ở đâu Phi? Sharif còn không Sharif? Ok, Nam. Ok, trong hadith okay. Nabi nói inna imra'atan dakhalat fi an-nar fi qittatin habasatha. Nabi nói một phụ nữ vào địa ngục vì một con mèo mà người đó không cho nó ra ngoài kiếm ăn. Em phi đấy, fi qittat trong vì một con mèo đấy, vì một con mèo. Phi kết tộc là vì nói phi kết tộc vì một con mèo. Habasatha. Người đó Habasatha. Người đó không cho con mèo đi ra ngoài hay là giữ con mèo, nhốt con mèo. Phi kết tộc. Phi là
vì đấy em hãy cho đi ok vì gọi là pha ta'lil pha liya trong tiếng Ả Rập pha liya gọi là pha ta'lilia pha liya pha reason pha reason là dịch vì một câu mèo ok nó là từ là gì là bởi vì đúng hả vì đúng hả tức là nó vì đúng vì ta'lil là lý do người đó vào địa ngục vì lý do một con mèo nhưng mà cái gọi là cái rules cái luật làm sao mình một câu mà mình khó, để mình khó khi mình... nói là cái này khó lắm tại vì mình đọc mình biết thôi các mình nói ví dụ những gì mà lý do mình nói phi đâu có cần luật đâu sao đi ví dụ tôi trong cái content là cái nữa cái content cái trường hợp cái content cái đó thì mình dịch nữa đúng không? Nó phù hợp với nó. Ý nghĩa mình muốn nói ví dụ mình uhibbuka fillah quên cái từ mình hay nói quên. Uhibbuka fillah tôi yêu bạn tôi thương bạn vì Allah quên. Cái từ mà mình hay nói á uhibbuka fillah thấy không? Cái từ mình hay sử dụng thường xuyên uhibbuka fillah tôi yêu bạn tôi thương bạn vì Allah thấy không? Quên cái từ mình hay nói thường xuyên luôn á. Anh ơi viết câu đó được không anh? Viết câu đó lên mạng được không anh? Tôi uhibbuka fillah. Đây là cái câu mình nói thường xuyên luôn. Uhibbuka fillah. Hay mình nói akhuka fillah. Akhuka fillah. Tôi là người anh em của bạn vì Allah. Hay akhuka fillah. Akhuka fillah. Vậy phi mình có thể dịch như vậy không? Chỗ nào mình nói vì mình để phi không sao? Anh ơi, từ tính từ ở đây, từ nóng, tại sao nó có hai loại luôn? Harun. Rồi một cái là anh hara chỗ nào đấy conversation thứ hai á mình coi là hara hara số hai và anh hara roti ok Har là nóng. Har là nóng ở đây là tính từ. Hararo là danh từ. Hai cái khác nhau. Har có thể là tính từ và danh từ cũng được. Nhưng mà har ở đây là tính từ. Har, tính từ nóng. Nhưng mà các bạn biết tính từ trong tiếng Ả Rập cũng là danh từ. Khi trong tiếng Ả Rập để tính từ mà không có danh từ phải có thể mình tóc biệt ở đó tuy nhiên là zahaba al fossil fossil al shay al har có thể như vậy và harara là danh từ harara nhiệt độ là gì độ nóng harara độ nóng bar cái hard cũng là danh từ hard cũng là danh từ ok vậy là mình có hai hình thức danh từ hard cũng được harara cũng được ok và tính từ của hard là harun tính từ ok harun tính từ nhé harun là danh từ vậy danh từ harun với harara giống nhau hoàn toàn giống nhau Harun với Harara giống nhau hoàn toàn giống nhau. Bây giờ mình có lặng nghe lặng thử. Mình có Harun mình có Burdun lặng giống nhau. Burdun Buruda giống nhau. Buruda giống nhau. Cái này cũng là danh từ. Cái này cũng là danh từ. Tính từ ở đây là gì? Tính từ
bên đây bar bar đó bar bên đây ok phải không ok coi lại nhé harun với harara là danh từ giống nhau burdun buruda danh từ giống nhau nó có tính từ là barit harun ví dụ mình nói thời tiết hôm nay lạnh al jaw barit phải không dùng tính từ rồi mình nói al jaw hôm nay harun tính từ ok vậy harun harara giống nhau hai tính từ hai hình thức tính từ hai hình thức danh từ ok xong nam nam mạo phụng anh ơi ngày từ mình đã học từ ngày mai là goten như vậy ngày hôm qua là sao anh ams xóa nhưng ams mình có từ ams rất Gordon. Cái từ này ít khi mình nói Gordon ngày mai. Nhưng mà nếu mà nó có như là mình chỉ dùng phil gót ngày mai phil gót phil gót đi phil gót đấy al gót amsi là ngày hôm qua. Cái câu hỏi khác nhanh. Các bạn khác còn câu hỏi không? هل هل درسنا اليوم واضح؟ إذا قرأنا bài học ngày hôm nay rõ không؟ هل درسنا اليوم واضح؟ إذا قرأنا هل درسنا bài học chúng ta hôm nay اليوم واضح هل درسنا اليوم واضح bài học chúng ta hôm nay rõ không واضح هل درسنا اليوم واضح هل درسنا اليوم واضح Quên, cái này tại vì mình học ở Việt Nam. Đôi khi mình không có học khớp, khớp là cách viết của người Ả Rập. Cái cách viết của người Ả Rập cũng quan trọng lắm. Thế thì mình phải biết cái xin với dần như thế nào, nuôi như thế nào, hiểu mim như thế nào. Thấy không? Mình viết như vậy hay là như vậy, cái này cũng quan trọng lắm. Đó, mình viết như vậy hay là mình viết như vậy. Đó, cái này quan trọng lắm. Mặc dù trong tiếng Ả Rập họ có một cái môn học gọi là môn Al-Khat, Khat là cái thư pháp của người Ả Rập, tuy nhiên là một trong những cái di sản hay là cái đặc thù hay là đặc điểm của ngôn ngữ Ả Rập Khat, thấy không? Tuy nhiên là cái họ có một cái kỹ năng viết khắp trong thế giới Ả Rập. Khi mà có một masjid hay là những điện bảo tàng, họ hay thích viết những các phong chữ người Ả Rập trên vách tường. Đó là cái hay của Ả Rập, và Ả Rập có một môn học như vậy. Khi mình thấy người không phải Ả Rập khi học tiếng Ả Rập viết là mình biết họ viết như thế nào rồi. Và người Ả Rập nét chữ người Ả Rập như thế nào mình cũng biết luôn. Nó cái khớp cũng quan trọng đấy,
mình viết đôi khi mình không có học cái đó, mình không có để ý thì mình viết cũng nhầm nhiều lắm. Ví dụ dirasa, dirasa thì Ả Rập phải viết như vậy đấy, ro phải xuống chút hết. Đó, đó, ta như vậy, em, đó. Em, chính như vậy mình viết cho một số viết là, mình viết là không phải là người Ả Rập. Em, hiểu, và viết như thế nào, bismillah, có người viết như vậy, sao được, không được nghe, đó. Cái này là lầm, không phải là và, một số đang viết như vậy. Thì mình kéo lên chút xíu, đừng có kéo dài quá, chút xíu hơn, đó, và. Rồi khi mà xin và là có xin hay nó có ba cái đầu của nó ở đây. Rồi mim như vậy. Còn một số người viết như vậy cũng đúng nha. Mình phải tập viết. Đó. Viết. Phải tập viết nha. Tập viết cái này. Cái này là cái khoa học của người Ả Rập. Cái chữ viết á. Người Ả Rập có nhiều chữ viết lắm. Và. Đó. Bismillah. Cái này mình biết chơi thôi, nhưng mà người Ả Rập có cách viết nha, có cách viết. Rồi. Cái này cũng hay lắm, nó có môn học dạy biết á. Mình nào ở đây, mình nào một tiết dạy bí quyết nha, ghi cái thư pháp mình. Em nên mình nào ghi cái bài số lớp này người Ả Rập. Dạ, tại vì trong thánh đường rồi một số cái cuốn sách đúng rồi, nó ghi. Ông bị một số mình, tại vì mình không có học cái này, mình biết chơi thôi, nhưng mà cách viết đơn giản nhất, cái này là thấp, còn viết đơn giản nhất mình cũng phải viết. Ví dụ fa'ala là mình đừng có viết như vậy, đây lầm, phải không? Một số người không biết khóc là viết sai, không phải viết tiếng Ả Rập mà mình không đọc được, viết tiếng Ả Rập nhưng viết sai, phải không? Vậy fa'ala nghe rồi viết như vậy, em đó, phải không? Đây lầm nó phải xuống ở dưới, phải không? Đó, fa'ala mình biết. Để masjid. Đó. Masjid. Hay là nếu mà người Ả Rập tiếng Anh. Phải không? Masjid. Đó. Tiếng Ả Rập thôi, như thế nào mình cũng có đọc được hết. Thứ nhất mình có thể nói là người đó viết sai nha. Chứ đừng có suy nghĩ là viết sai là không phải tiếng Ả Rập, như một số người cho là, ví dụ trong cái một số nói là chữ mà họ đang sử dụng không phải là tiếng Ả Rập. Thứ nhất là bạn viết sai, thứ nhất là bạn không viết đúng chính tả, chứ không phải là tiếng đó bạn biến một cái thể loại khác, không có. Tại vì mình không biết thôi. Đấy, tiếng Ả Rập mình có thể biết được, ngay cách bạn viết người ta có thể đánh giá được. Okay. Nhưng mà cái môn này hay lắm, các bạn nên học. Tại vì một số nhất là khi mà biết thì mình một cách mình muốn viết hoa mình viết không đúng, phải học cái này, phải học thì mình tập thôi, tập học. Ví dụ tawhid masjid, ví dụ Abdurrahman tập viết thôi, Abdurrahman tập ngay cả mình cũng không biết viết tại mình không có học, nhưng mà học Abdurrahman này. Tiếng Ả Rập, người Ả Rập biết tay ở đây, người Ả Rập, phải không? Abdurrahman, phải không? Abdurrahman. Và người Ả Rập biết tại sao Alif ở dưới, người Ả Rập biết như vậy, phải không? Cái đó là cách viết của người Ả Rập. Thành ra mình không, đó, người Ả Rập có thể biết như vậy. Và người Ả Rập có thể biết như vậy, cách viết của người Ả Rập mà. Và nên mình học tiếng Ả Rập mình cũng biết người Ả Rập viết như thế nào, cái đó mới biết.
Abdurrahman người Ả Rập có thể viết như vậy. Nhưng mà cái trên nhưng mà cái Ả Rập nó phân biệt dấu từ dấu đúng không? Từ cái dấu chấm đúng không? Nhưng mà cái này là không để dấu này. Bằng cái chấm này. Thứ nhất là người Ả Rập có thể viết như vậy và người Ả Rập có thể viết như vậy. Mà nó chấm sao biết chấm nùn? Ví dụ á. Ừ, có thể viết như vậy, ba cấp nun có thể viết như vậy, có thể có dấu, có thể như vậy, kéo lên như vậy, phải không? Ví dụ từ madrasa, người Ả Rập, cái này mình phải học, tại vì mình học tiếng Ả Rập. Madrasatun khi mình viết bình thường như vậy thôi, madrasatun này không? Phải không? Hay là mình viết như vậy, madrasatun, đó, mình viết rõ. Nhưng mà người Ả Rập, khi người Ả Rập viết như vậy. À đây. Madrasa. À, mình phải biết cách người để mình học đây madrasa. Đó. Người Ả Rập viết madrasa như vậy. Madrasa. Vậy xin. Một số ghi tab mình nó ghi trên từ đề đó. Mình có cái động ra luôn, nó ghi kiểu cái đó nói gì bạn, tôi cũng không đọc không ra, bình thường thôi. Mình đọc không ra không phải là mình không biết, tại vì mình chưa học cách viết thôi. Nói gì bạn, tôi cũng không biết, hiểu không? Nên mình mò lại cái đó mình không biết, người ta không phải nói là mình ngu, cái đó mình nói mình không biết thôi, tại vì cái đó một lĩnh vực của họ và một kỹ năng mà, thấy không? Một số người nói là u ông này giỏi lắm, biết đọc mấy sách này, không phải. Cái đó không phải là giỏi hay không giỏi, cái đó là cái do nhưng là một cái kỹ năng mới mình không chưa khám phá thôi, hiểu không? Đừng có suy nghĩ như vậy. À, sao đi, tôi cũng phải, tôi đâu biết đọc, phải tôi phải mò đúng lại để nó biết như thế nào, hiểu không? Cái đó là một cái kỹ năng, cái đó, kiểu chứ không phải là cái kiểu của nó thôi, đúng rồi. Ừ đó, thì ví dụ một người nó chơi tự làm sao mình biết, tại vì thì mình nghiên cứu thôi đó, không phải là mình không biết đó. Đừng có, may nhất là một số người cho rằng ông này giỏi lắm, biết đọc mấy chữ đó, không phải giỏi, cái đó không phải giỏi hay không, hiểu không? Cái đó chuyện thường thôi, không phải là giỏi hay không giỏi. Okay. Cái đó là biết hay không biết thôi. Tôi không biết khó thở, khó thở đó muốn điều chơi đúng đấy không? Mình chỉ nói là tôi không biết, tại vì tôi chưa học cách viết này thôi, không phải là tôi ngu mà bình thường. Nhưng mà cái đó là một cái hay của người Ả Rập hiện nay, chữ viết đẹp lắm, đẹp, rất đẹp. Nhưng mà mình tập ví dụ cái ta người Ả Rập viết như thế nào. Ví dụ co quý vị nói là mình nói là al-haq, hay al-haq hay người Ả Rập có thể viết như vậy, mình viết bình thường là như vậy không? Cái này hơi sai này, tại cái này nó viết không đúng, nếu mà sách mình viết co phải xuống dưới chút xíu đó, al-haq. Đó. Bây giờ nếu mà người Ả Rập viết bình thường, người Ả Rập có thể viết như vậy. Coi này các bạn coi này, cách viết bình thường thôi nhé, cách viết tay mình chứ không phải là cái thư pháp. Al-haq, thấy không? Al-haq. Vậy là alif với lam viết giống nhau luôn, hay là một số người Ả Rập viết như vậy, có một số người mấy bạn viết như vậy, thấy không? Hay một số viết như vậy. À, tại sao anh em ở đây? Thì cách viết người Ả Rập như vậy thôi. Cách viết tay. À, mình không không bàn vô. Còn hay là mình họ viết bình thường, ví dụ này. À, vậy cái này là cough, hai chấm. Ok, cái đó là cách viết của người Ả Rập. Ok. Còn câu hỏi khác không? Xin đi. Không, cái này hay, phải học cái là phải học pháp, học cách viết, cách hay lắm. Al-khat. Giống như bên mình ví dụ cái này do mình không học ở bên Ả Rập hay là một số nước Ả Rập, mình hay học ví dụ số 1, số 2, số 3, thấy không, số 4, số 5, số 6. Thì người Ả Rập, tại vì mình vì số 2 đôi khi họ viết như vậy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, thấy không? Vậy số 2 với số 3 khác nhau cái gì? Cái này có 2, cái 2 gì? Cái 1, 1 cái ô thôi, cái này 2 ô.
một ô hào. Nhưng mà cái này là khi mà đánh máy thôi nha, viết viết máy. Nhưng mà viết tay, người Ả Rập lại viết như vậy. Số 2, người Ả Rập tuyệt đối không viết như vậy. Số 2 là viết như vậy. Ả Rập nha, tuyệt đối không viết như vậy, số 2. Vậy số 2 là viết như vậy thôi, văn viết nha, em viết tay. Còn số 3, như vậy. Một số người châu Á hay là Đông Nam Á mình đi Ả Rập, mình khi mà người thấy người Ả Rập viết như vậy, mình tưởng là số 3, à, tưởng là số 2. Đây, cái này là văn hóa phải mình biết. Ok, 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 ta nó ghi standard cho ta, nó ghi cái số cái tiêu chuẩn ngữ chứ, phổ thông chứ. Chứ nó ghi nhận sai sao? À thì cái đó thì do mình, tại mình không biết. Thì người Ả Rập như vậy thì mình không biết. Thì mình biết là người tổn thương là mình nơi, nạn nhân là mình nơi. Đó. Số 1, số 2, số 3, cái này là viết computer hay là đánh máy. Còn khi người Ả Rập viết số 2 là như vậy. Và số 3 là như vậy, nhớ nha. Cái này nhớ, các bạn nhớ này. Vậy khi người Ả Rập viết thấy như vậy, bạn đừng nói số 2, 2.000. Bạn nói là, khi mà bạn nói tôi cho anh 2.000 mà bạn viết như vậy là người Ả Rập nói 3.000, nhớ nha. Vậy phải, bạn phải đền bù 1.000 để cho người Ả Rập. Nhớ nha, nhớ kỹ. Khi bạn viết tay là tôi sẽ cho anh 2.000 mà bạn viết như vậy thì người Ả Rập sẽ đòi bạn 1.000 thêm. Thành ra viết tay bạn phải viết như vậy, số 2 là số 3 là như vậy. Còn khi đánh máy là như vậy. Đó, đánh máy là không vấn đề. Ok. Vậy số 2. Vậy số 3 số 2 viết tay là số 3. Không vào quá lỗi. Bà Sô Luân, bà Sô Luân có coi cái bàn tay đó, bàn tay mình đó, đúng không? Có bàn tay trái, bàn tay phải, bàn tay, có 81 bàn tay phải đó, và bàn tay trái có 18, dạ, yeah. Chính là 99 đó, nó có cỡ luôn, nó có liên quan là 99 là Allah, và là Allah tạo, tại vì bàn tay nó ai cũng không có liên quan đâu, không có liên quan đâu. Nếu mà có như vậy có thể thôi, nhưng mà nó vì không nói là tên của Allah 99 có trong bàn tay của bạn đâu. Tại vì một số người không có rõ, tôi không có rõ nét. Vậy số mấy, tôi số mấy. Nhưng mà như cái số 8, 81 với số 18 thì nó hình như mà nó rõ và thì nó chưa đọc. Dạ, không có. Thế... Một số không. Bây giờ đâu có số, tôi đâu có số. Tôi không có 18. Nhưng mà cái đường đắm á. Đường chim thì đường chim bay á, đường cái chim á thì nó mình nói rồi, không, cái chim nhỏ nhỏ nó nói không có rõ luôn. Bạn coi cái đường rõ này, không có rõ. Sao bằng bàn tay mình nó rõ lắm. Đó, một số người rõ thôi vậy không có đúng. Thiên sứ Muhammad lillahi inna lillahi 99 isman. Fa man hafazaha man ahsaha dakhala al-jannah. Thiên sứ Muhammad nói Allah có 99 tên và ai đếm và học hỏi đếm rồi quan tâm tới nó, những tên đó thì người đó vào thiên đàng, phải không? Nhưng mà cái đó là hadith của Nabi nói là lillah trong những tên của Allah thôi, tại ngoài ra Allah còn nhiều tên lắm, không phải là 99. Đó. Ok. À, không phải 99. Ok. Vậy là không đúng đâu. Nếu mà như vậy thì alhamdulillah có thể một trong những, nhưng mà vấn đề là không có rõ nét. Cái này hơi rõ chút xíu là 81, cái này còn cái này không rõ luôn. Không rõ luôn. Nhưng một số người rất rõ. 18. Đây thấy 18 và thấy 18 rõ ràng mà. À đây không? Đây 18, cái này cái rõ chút xíu, còn này không rõ. Thì thôi, cái này không vấn đề đâu, không vấn đề. Nếu mà có như vậy thì có thể alhamdulillah, không vấn đề. Nhưng mà cái này không có thiên sứ, không có kêu mình coi cái này để biết tên của Allah. Còn câu hỏi khác không? Học khó đi nhớ. Đúng rồi, biết hay. Nếu nó biết như vậy thì đấy, anh
anh hắc như vậy là chịu. Nó không ghi cái Peters không có ghi chấm mà. Và nó liệu làm nó dính liền vậy. Đúng rồi, phải học. Cái này hay lắm. Cái nếu mình không có học á, cái này mình không có hiểu văn hóa hay là cái cách viết của người Ả Rập, hiểu không? Cái này cái hay rồi, cái mấy cái này mình có thể sử dụng trong khi mình có hội thảo hay là meeting ở Việt Nam mình, hay là ở ở chỗ nào chữ viết khó đọc lắm. Nghe đọc nói là giống như mình học lớp 1 viết chữ á, hiểu không? Không, mà cái giống như không phải nói tiếng Ả Rập, nói tiếng Việt thì mình đi. Mình học thư pháp sao mình biết được. Mình đọc không ra luôn á. Đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Vậy là người đó không biết đọc à. Thấy không? Ngay cả người đại học cũng vậy. Thạc sĩ, tiến sĩ cũng vậy. Tại vì thư pháp thì họ... Đúng rồi, đúng rồi. Nó là một cái chuyên ngành rồi, chuyên môn rồi. Đúng rồi. Một cái lớp rồi. Người học tiến sĩ hay là thạc sĩ, người ta không biết đọc thư pháp đâu. Không phải là người ta ngu. Mà người ta không có quen đọc những mấy chữ viết như vậy thôi. Mình cũng vậy, mình đừng suy nghĩ là ông này giỏi lắm, ông này siêu lắm, chữ nào cũng đọc được. Siêu là vì ông này thường học thôi, từng học thôi. Còn ông này không biết là vì lý do mình không có quen mấy chữ viết này thôi. Chứ không phải cái đó là một cái mà cái tiêu chuẩn của người đó thông minh hay không thông minh, hiểu không? Không phải. Không phải thư pháp, nói như mình viết giống như bài thư cái chữ E nó khác, mình nó viết cái gọi là cái chữ người khác mình đọc không ra. Đúng rồi, nhưng mà nếu mình mò từ từ sẽ ra hết thôi. Mình có thể đánh giá đúng được rồi. Người đó viết như thế nào, chữ viết như thế nào, nó thiếu chỗ nào mình đúng có rồi, thể phân tích được. Không sao. إذن هل فهمتم هذا؟ إذن نرجو أن يكون هذا الفصل مفهوما. Hy vọng lớp này, bài học này, lớp này understood, các bạn được hiểu, các bạn hiểu. Anh ơi, mình hồi đó mình có một lần mình em nhớ không, mà không biết em có nhớ đúng hay không, em nhớ là hatta, từ hatta cho tới khi sau nó là dấu a phải không anh? Đúng rồi, hatta dấu a. Hatta có thể huruf jer cũng được, nhưng mà hiện tại bác bạn dấu a nữa. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Hatta yuhibba. Dạ. Một trong các bạn không có đức tin ngoại trừ người đó biết yêu thương. Hatta yuhibba. Cũng phải yuhibbu đó, yuhibba. Đấy. Thì phải đọc dấu A thì sao đó. Em hỏi một chút bên ngoài lề bài học chút được anh. Cái dạ em học cái trong Quran Surah Al-Qatr đó, em hay bị mắc một lỗi ở câu cuối cùng á. Hatta mutla in fat, em hay đọc hatta mutla in. Cái chỗ mutla in đó em hay nhầm với mutla in, tại vì sao hatta cứ nghĩ tới dấu a. Hatta có hai nghĩa. Thành ra hồi nãy anh mới nói là hatta tạm thời em coi nó là khi sau động từ đọc a, nhưng mà anh muốn nói để khi nào anh giải thích lại. Hatta sau hatta cũng là giới từ, hatta là giới từ. Hatta motla'il fajri, giới từ ở đây sau hatta nó giống như huruf jer luôn. Khi mà danh từ đi sau hatta là dấu y á, thấy không? Hatta motla'il fajri, giới từ giống như ila fi min luôn, nhưng mà sau động từ yuhibba là động từ thì nó a, nhưng mà sau hatta có thể là danh từ và động từ. Nhưng một số giới từ khác sau những cái giới từ đó đều là động từ, danh từ thôi. Nhưng mà hatta có hai chức năng luôn. Có thể sau hatta là danh từ, có thể sau hatta là động từ luôn. Ok. À, thăm tuần là. Vậy hatta giàu hơn mấy giới từ khác. Ok. Vậy thôi. Trong tiếng Ả Rập nhiều lắm. Tuy nhiên là gọi là chức năng, đa chức năng. Tuy nhiên là có thể là
như là một trong những huruf giới từ, có thể nó là một cái adat làm cho động từ trở thành dấu a đó, hiểu không? Đó có chức năng như vậy, giống như phi thôi. Phi có nhiều chức năng, thứ nhất là tại vì trong đấy tùm lum hiểu không? Thứ nhất là chức năng về ngữ pháp, thứ hai là chức năng về ngữ nghĩa, mình có hai cái đó nha. Chức năng về vị trí của từ trong câu, tiếng Anh gọi chức năng i'rab, và mình có hai, một chức năng thứ hai là chức năng ngữ nghĩa, thấy không? Có hai chức năng, cái nào cũng vậy, lúc nào cũng có thôi, cái đó là chuyện thường. Vậy mất lạ là danh từ nhé, em nhớ mất lạ không phải là động từ, hay là mất lạ là danh từ. Mất lạ là từ gì? Em mất lạ ôn, từ to là a, to là a là lên, mọc lên, đi lên. Mất lạ là thời gian lên hay là thời gian mọc hay là địa điểm mọc, thấy không? Hát ta mất lại phát tới thời điểm mọc hừng đông, thấy không? Hay là tới thời điểm hừng đông lóa ra, thấy không? Vậy tiếng nghe điểm lên hay là thời gian lên hay là để điểm lên, thì tới giờ sung phúc đó. Thì to la là lên, tiếng Ả Rập nói to la sham, trời mọc, mặt trời mọc rồi. Mất lạ là để điểm, để điểm của mặt trời mọc hay là thời gian của mặt trời mọc đó, mất lạ. Còn mình ở đây thì trong surah Al-Qadr là Al-Fajr, tuy nhiên là thời điểm hừng đông nó đi ra, nó lóa ra, hay là thời gian, địa điểm hay là thời gian, cả hai, ok. Thời gian và địa điểm, tới thời gian Fajr lóa ra, đấy. Còn câu khác nữa không? Câu hỏi khác, Sharif. Sharif, anh đã gặp sual akhar. Không đồng. Không có hỏi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izan insyaallah naltaqi yawm al-arbi'a insyaallah. Insyaallah narakum yawm al-arbi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.